Dạ em chào anh Dũng, xin chào cả nhà. Chào các bạn, chào Ngọc Tâm. Dạ. Hôm nay chúng ta quay lại với món gì easy. Và hôm nay em sử dụng một cái nguyên liệu đó là tôm sú hải sản và kết hợp với lại muối tôm Tây Ninh của DH Food. Và hôm nay chúng ta sẽ có món tôm rang muối Tây Ninh ạ. Tôm rang muối Tây Ninh. Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Tuyệt vời. Và ở đây em sử dụng các cái nguyên liệu tôm sú thì mọi người cũng có thể mua ở chợ truyền thống hay là siêu thị rất là nhiều ha, phổ biến. Bên cạnh đó thì để tăng thêm cái mùi thơm trong cái muối trộn này thì em có sử dụng tôm khô và ớt chỉ thiên khô. Không thể thiếu đó chính là muối tôm Tây Ninh, sản phẩm của anh Dũng. Và để tạo mùi thơm cho cái phần muối trộn này thì em có cho vào trong này một ít tỏi bột. Dạ. Và tạo màu thì em có sử dụng thêm một ít ớt bột Hàn Quốc. Và tạo vị thì có sử dụng một chút xíu bột ngọt và đường cát. Ở đây em có sử dụng một chút xíu đường cát. Và để làm cái muối Tây Ninh này thì bây giờ em sẽ nhờ anh. Chúng ta sẽ cho hết tất cả các cái nguyên liệu này vào trong cối và xay mịn là được. Ok. Dạ. Bột ngọt và em sẽ xay mịn cái phần này. Để bảo vệ tai người nghe chúng tôi xin phép ghép giọng khách mời của tập sau vào đoạn này, mời mọi người đoán khách mời nhé. Tam giác là tắc giam, tắc là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party. Và như vậy thì cái phần muối tôm Tây Ninh của mình đã mịn rồi thì em sẽ cho ra đây. Ngửi được không? Dạ, anh có thể ngửi xem có thơm không ạ? Rất là thơm mà cái vị muối nó vẫn nổi trội lên. Dạ. Mặc dù cho rất nhiều gia vị nhưng nó vẫn nổi trội. Đây, anh có thể mình sẽ thử một chút xíu xem cái vị nó như thế nào. Cắt. Cái vị ớt mà cái ớt nó nồng lên. Hơi cay hả anh? Không không, nó không phải cay mà nó sọc cái ớt khô lên. Ngon không anh? Ừ, rất là ngon. Rất ngon. Và bây giờ mình đã có cái phần muối tôm rồi thì bây giờ em và anh Dũng mình sẽ đi sơ chế cái phần tôm sú ạ. Thế mình chặt miếng ra. Dạ. Dạ không. Và bây giờ với cái phần tôm sú thì mình sẽ cắt bỏ cái phần chân này giúp em ạ. Và em sẽ làm trước một con tí anh Dũng sẽ giúp em nhé. Dễ mà đúng không anh? Easy. Với nấu ăn với em thì easy thành easy. Dạ. Và sau khi mà chúng ta đã cắt bỏ cái phần đuôi rồi á thì mình sẽ chẻ cái phần lưng này đi. Mình sẽ chẻ cái phần lưng này để cho cái con tôm lúc mình chiên lên á sẽ xòe ra đẹp hơn và lấy luôn cái phần chỉ lưng ở trên lưng tôm. Em sẽ chẻ nhẹ một phần đường nhỏ trên này thôi để mình rút cái phần chỉ lưng trên này ra ha. Và sau đó thì mình sẽ đi áo bột năng. Và bây giờ anh Dũng sẽ làm giúp em nhé. Em sẽ thử. Dạ. Em sẽ cắt. Anh sẽ lấy cái phần kéo để mình cắt cái phần chân tôm. Rồi sau đó anh sẽ chẻ giúp em và mình sẽ lấy cái phần chỉ lưng ra. Thì với cái phần tôm sú này sau khi chúng ta đã sơ chế xong, mình sẽ áo một lớp mỏng bột năng và sau đó sẽ đem chiên ngập dầu trên lửa lớn. Và sau khi có cái phần tôm đã chiên rồi thì mình bắt đầu mới đi rang với lại muối Tây Ninh. Đây là phần chỉ tôm. Trên cái phần lưng này thì mình sẽ bỏ đi ha.
Anh để sang bên này. Dạ. Không biết là anh Dũng có thích ăn hải sản không ạ? Anh thích ăn hải sản. Dạ. Và đặc biệt là Việt Nam mình cái nguồn hải sản rất là phong phú và ngon đúng không anh? Đúng rồi. Không biết lý do tại sao mà ngày xưa lúc khởi nghiệp anh lại đưa cái sản phẩm muối tôm Tây Ninh lên bán đầu tiên ạ? Cái hồi anh mới ở Việt Nam đó, yeah. Anh đi có lần đi công tác Campuchia đi đường bộ, yeah. Thì khi đi qua quay từ Campuchia về đi qua cửa khẩu thì có bạn phòng marketing đi cùng, bạn bảo anh cho em đi xuống đây một chút, yeah. Lúc về bạn ấy xách theo một cái túi đầy đủ các loại cũ các thứ. Đồ ăn vặt, bánh tráng. Cũ lùng củng, anh mới hỏi là cái gì? Muối. Thì bạn mới nói là đây là muối Tây Ninh, nhưng mà yeah. Tây Ninh không có biển sao có muối. Thì bạn mới nói là đây là cái đặc sản của Tây Ninh, yeah. Và phòng mắc các bạn, văn phòng bạn ấy đặt hàng mua về. Thế lần đầu tiên anh ấy biết muối Tây Ninh mà ăn thấy chấm với hoa quả rất là ngon. Cũng khá ngạc nhiên. Trên khi mà khởi nghiệp ấy thì anh nghĩ đến một cái sản phẩm nào mà nó cũng đặc biệt, mà cũng chưa có ai cũng biết, nhưng mà chưa có ai làm phân phối đại trà, yeah. Anh mới phát triển cái muối Tây Ninh đưa yeah. vào các siêu thị các thứ đấy. Em thấy muối Tây Ninh của DH Phúc hình như là cái sản phẩm bán chạy nhất đúng không anh? Đúng, hiện nay là vẫn là sản phẩm bán yeah. hàng đầu. Vì sao bọn anh là cái tôm ấy là dùng con tôm nguyên con tôm con của biển ấy, không dùng các hương liệu, tôm tự ớt. Nhiên, mình yeah. dùng ớt. Đấy, nói chung là anh nghĩ là nếu mà mình dùng nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu tươi ấy, thì nó đã 80% là sản phẩm nó ngon rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Thì cũng giống như trong các cái món ăn của mình, nếu mà mình sử dụng nguyên liệu tươi, ngon, nguyên liệu tốt thì cái món ăn của mình cũng sẽ là ngon nhất. Ví dụ như là công thức cũng như là kỹ thuật chế biến và cách làm mà tốt. Các cái gia vị mình sử dụng ngon nhưng mà cái nguyên liệu chính không ngon thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Tiếp sau đây chúng tôi sẽ chỉ bạn cách lựa tôm ngon nhé. Mà anh Dũng biết mẹo để mà lựa tôm chắc thịt ngon không anh? Không. Như nào em? Dạ thì anh lựa cái con tôm mà cái càng này cũng như là cái mình càng đỏ thì cái thịt tôm càng chắc và ngọt. Còn con tôm nào mà cái mình nó xanh á thì theo như em thấy, kinh nghiệm của em thì em thấy cái thịt nó rất là mềm, không được chắc. Nên là cái em càng đỏ thì càng tốt. Dạ đúng rồi. Mà riêng về tôm thì em thấy Việt Nam mình là có rất là nhiều loại tôm ngon. Ví dụ như là cái vùng biển ở Nha Trang, Khánh Hòa thì rất là nổi tiếng về tôm hùm rồi, Bình Hưng, Bình Ba đó anh. Rồi một số nơi thì như là ở Côn Đảo nè sẽ có tôm mũ ni. Và có những cái loại tôm hùm khác cũng rất là nổi tiếng. Đặc biệt là có đợt em đi làm một cái sự kiện ở Phú Yên á, thì em mới phát hiện là Phú Yên có một cái sản vật rất là ngon, đó là tôm hùm sỏi. Con nhỏ thôi, khoảng chừng 3-4 con hoặc là 5 con một ký, nhưng mà thịt rất là chắc. Và em... Và toàn sỏi trong đấy. Dạ không, không rồi. Em thấy là theo như dân địa phương người ta chia sẻ là tại sao gọi tôm hùm sỏi, tại vì những cái con tôm đó nó sẽ bơi ở dưới đáy đại dương á, những cái vùng mà nhiều sỏi anh. Em đã ăn tôm Tây Ninh chưa? Tôm Tây Ninh hả? Ừ. Em ăn muối tôm Tây Ninh thì rồi, nhưng mà tôm Tây Ninh thì chưa. Chưa, ok. Tôm Tây Ninh là em biết là tôm gì không? Tôm gì anh? Tôm chuyển từ Sài Gòn lên. Mà cái tôm sỏi em nói với, lúc nãy em chia sẻ với anh á, là theo như em được biết, người dân chia sẻ với em là tôm đấy là tôm tự nhiên, không nuôi được. Nên cái thịt rất là chắc và ngọt. Đấy, cái này nó mà đen ấy, con tôm nó ăn nhiều thì nhìn nó rõ. Dạ, tạp chất nhiều anh. Ừ. Dạ. Thế nó trong thì khó nhìn. Là con tôm đấy sạch. Thường tôm mà ở nhà anh chế biến cho gia đình thì anh hay làm món gì? Ở nhà thì thường là làm được tôm hoặc là tôm luộc, tôm hấp bia, tôm hấp bia. Dạ. Tôm mà tôm sú, tôm hấp bia là tôm càng xanh ấy. Dạ. Tôm càng xanh. Tôm càng xanh, còn tôm sú này thì thường rang, bóc vỏ rồi rang. Dạ.
Rim ăn cơm đó, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và sau khi mình sơ chế xong phần tôm này thì bây giờ em sẽ nhờ anh giúp giùm em, mình sẽ áo đều cái phần bột vào cái phần tôm sú của mình. Em Tâm sẽ nốt vài lưu ý về chiên tôm nhé. Dạ, đối với những cái món chiên giòn thì mọi người nên sử dụng nhiều dầu một xíu mới làm cho cái món ăn của mình nó giòn hơn. Thế cái dầu còn lại trong mình là gì? Và với cái lượng dầu còn lại thì chúng ta có thể lọc lại để chiên cá, chiên tôm cho những lần sau. Sau khi mà chúng ta đã chiên tôm xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi sóc tôm. Thì đầu tiên em sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Và anh Dũng sẽ xào giúp em cái phần tỏi băm này nhé. Ừ. Dạ, đây ạ. Mình sẽ xào thơm cái phần tỏi băm này. Sau đó em sẽ cho hành lá. Với cái phần tỏi băm này thì anh xào thật là kỹ, lên màu vàng nhẹ giúp em. Nãy giờ chiên tôm chắc anh cũng đói bụng rồi đúng không? Nghe mùi tôm chiên thơm rất là hấp dẫn. Nấu ăn ấy, như kiểu một cái loại tra tấn. Đủ là hương vị. Sau khi tỏi vàng thì mình sẽ cho vào đây một ít hành lá. Anh sẽ đảo đều lên giúp em ạ. Tại vì cái lượng tôm nhiều nên là em sẽ cho hết cái phần hành này vào ha. Và mình sẽ cho luôn cái phần tôm đã chiên vào. Mình sẽ đảo đều lên ạ. Sau đó chúng ta sẽ cho một ít hành phi vào đây. Và đây là một ít tỏi phi. Không nổi hả anh? Không sắp được. Dạ. Thế thì anh đảo đều giúp em là được. Đây là ớt hiểm khô. Và một nguyên liệu không thể thiếu đó chính là muối tôm Tây Ninh. Em sẽ cho vào đây khoảng 3 muỗng cà phê. Anh sẽ đảo đều lên giúp em nhé. Và sau cùng chúng ta sẽ cho một ít mè trắng rang lên đây. Dạ, rồi ạ. Cùng xem sự tiến bộ của Ngoan Sinh Yêu qua 4 tập nhé. Lắc lên anh, đúng rồi. Ok. Bây giờ anh sẽ trình bày giúp em nhé. Anh sẽ cố gắng. Nhưng mà nghe cái mùi thơm là rất là hấp dẫn đúng không? Rồi, rất là hấp dẫn luôn. Thì có một loại không cay, một loại cay nhẹ và một loại cay nhiều. Cay nhiều là ớt xiêm xanh. Ớt xiêm xanh, đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này là mình ăn cả vỏ đúng không? Dạ. Cái này thì cái vỏ nó hơi cứng nên là em nghĩ mình nên lột cái phần vỏ ra. Trên thế giới có hai kiểu người. Bây giờ mình chấm cái ít cay không cay chút nha. Rất ngon. Bây giờ mình mới chanh nha chanh. Và chúng tôi phải chia tay các bạn ở đây. Nếu các bạn muốn chúng tôi nấu những món ăn tuổi thơ của các bạn, những món địa phương các bạn, xin các bạn hãy comment ở dưới video. Cảm ơn. Dạ, em rất là cảm ơn anh Dũng và xin hẹn anh Dũng và cả nhà mình trong những tập tiếp theo của Món gì easy.